Thông nữ miền Tây xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Út Nhàn rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Jeremy Trần, đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Âu Long Dĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì đi cùng với Út hôm nay thì có cả anh Chiến, là phó ấp của ấp Long Phước, xã Âu Long Dĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang á các bạn. Thì hộ gia đình mà đầu tiên mà hai anh em mình đến thăm đó là hộ gia đình của bà Tư Ai. Thì hoàn cảnh gia đình của bà là bà sống cùng với hai đứa cháu nhỏ nữa, thì bà cũng lớn tuổi rồi các bạn ơi. Thì để hiểu thêm về hoàn cảnh của bà thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng vô thăm gia đình của bà nha. Hiện tại thì căn nhà cũng đã rất là xuống cấp rồi đó các bạn. Giờ anh Chiến ơi, em lên trước nha. Cái cầu thang này hai em mình lên lượt chắc cũng được nữa. Dạ con chào bà Tư, chào hai em nha. Rồi. Đó, nè bé qua đây hỏi với chị nè. Cho chị hai xếp lên. Dạ bà Tư ơi, thì hôm nay anh Chiến giới thiệu con đến thăm gia đình của bà. Thì không biết là năm nay bà Tư bao nhiêu tuổi rồi ha? 60. Bà Tư 60 tuổi rồi. Bà Tư, con được biết là bà Tư sống ở đây chỉ có hai bà cháu thôi. Bà Tư có đông con không? Có bốn đứa, ba đứa gái chồng trên, còn thằng trai. Dạ, ba người con gái thì đã lấy chồng rồi. Dạ, cũng nghèo đủ mặn ăn đâu, nó có cho mình chút đỉnh đầu dư cho đâu 300, giờ tháng cho 200 vậy rồi. Dạ, lấy chồng xa không bà Tư? Bây giờ cũng ở gần, bây giờ đi Phú Quốc, đi Bình Dương mặn trên rồi. Lấy chồng gần nhưng mà đi làm xa. Dạ. Rồi người con trai thì mặn mặn của Bình Dương luôn. Dạ, rồi là hai đứa bé này là nè, cháu nội. Cháu của là con của người con trai. Dạ. Rồi con tên gì? Con tên gì nói cho bà nghe. Trần Hậu Nam. Nam bao nhiêu tuổi rồi bà? Nay như là 4 tuổi nhà nước mình đó, là 5 tuổi mình ngoài đó. Dạ, là chuẩn bị đi học lớp 1 là qua năm quá, chắc qua năm rồi. Bao năm học giáo. Dạ. Rồi bé nay 12 tuổi. 12 tuổi, con tên gì? Dạ, con tên Trần Hiệp Linh. Con Linh, bà con tên Linh. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 6. Mấy sao? Lớp 7 rồi hả? Lớp cấp tôi nghỉ đó, tôi đau tôi nghỉ nó nghỉ học đó. Dạ. Tôi tưởng nó trốn học, tôi quýnh nó. Nó nói tôi quýnh nó khóc rồi, nói bà nội quýnh qua con đó. Con thấy bà nội đau, con nghỉ học với con đâu có trốn. Dạ. Tôi sợ nó mê điện thoại, tôi đặt điện thoại đó luôn. Dạ. Bà Tư bị bệnh sao bà Tư? Mới tiên thì con mắt không thấy đường, mà cam mổ con con, mổ mới được 3 ngày. Dạ. Về cái bắt đầu cái nó khao, sao mình đi phân cầu nó đen. Mới kêu xe đò chở xuống bác sĩ Hòa, siêu âm tư, coi bệnh gì xuống tới dưới không biết làm sao dễ chết. Cứng nhắc mình mấy chân rồi, kiến gì vậy, đập bể kiến gì chân, mặt chảy máu gì tẹo còn tới giờ nè. Rồi chở đi Long Xuyên rồi xuống dưới nó nói sốt huyết bao tử. Rồi xuất viện dưới ở dưới 5 ngày về rồi lên về tới nhà phát sốt, nó lại lên việc tăng ngã hết đâu 7 ngày. Cũng không bớt nữa, về nhà còn mới chuyển lên nhà thương cho đốc một cái nữa rồi mới về. Dạ. Dạ, vòng ba thương gần hơn tháng luôn. Mới về có mấy ông về đâu khoảng 10 ngày nay, giờ hai giò giờ cuối ngày yếu xìu đi lửng cẩn xuống cầu thang là lết xuống được. Dạ. Thì ở mấy cái bệnh viện là người ta chẩn đoán là mình bị xuất huyết bao tử. Xuất huyết bao tử. Dạ. Còn ngoài ra cái bệnh đó thì bà Tư còn bệnh gì nữa không bà Tư? Sao mình tôi nhức khớp đầy đủ mình luôn á, bệnh dạ. Điều mình luôn á. Rồi huyết áp của mình thì ổn. Huyết áp thì nó cao luôn, mỗi ngày mỗi uống đó. Tại cấp đó tôi có hộ nghèo đó, đi thành phố khám về bác sĩ cho biết tôi huyết áp vô căn muốn lên nào lên. Dạ. Mới vừa lấy bảo hiểm bữa nay là mơ đi xuống dưới mổ rồi về là ba bữa sau phát bệnh tới liền đó. Giờ bụng mắt này lợi là mắt này đâu thấy đường mà căm mà mở mắt này, bụng mắt này mổ mới thấy được. Dạ. Dạ. Lớn tuổi rồi. Dạ. Bị sợ mắt mình còm. Dạ. Nó kêu 4 tầng sau xuống mổ con nó thôi không mổ. Thì yếu đau mình không có mổ. Tại giờ mình mới vừa bị xuất huyết vô tử về đó. Dạ. Nên là cũng còn yếu trong người. Còn yếu lắm. Dạ. Trời cấp trước tôi uống cháo 1 tháng trời, tôi gặp tôi cháo da cái tôi khóc luôn á, ăn nhít nhát á. Mới cơm được ăn từng nay. Dạ. Ăn cơm mà nó cháo nhỏ nhẹt như nhỏ nhẹt cơm ăn mới được. Bác sĩ không cho ăn cơm khô. Tại vô tử còn yếu. Dạ vô tử còn yếu mà mình ăn mà đợt cứng quá nó, dạ, nó bị không, bị lợi. Dạ. Rồi trong thời gian bà Tư nằm bệnh viện rồi hai bé làm sao bà Tư? Ở nhà nên hai chị em ở nhà như nè. Dạ. Đau thì ít chứ gầu hai đứa này là nhiều. Dạ. Sợ nó hở hổng này xuống sông chết. Nhưng nó con gái liêm hôm nữa dặn nó cho con ơi ai kêu cửa đừng mở cửa nha. Rồi chị hai thì nấu cơm cho em ăn. Cho em ăn. Rồi đồ ăn đồ uống sao rồi, bà? Rồi nó chị em chở xe đạp đi chợ, chở em đi chợ đi mua đồ ăn luôn, đóng cửa lại. Dạ khó khăn quá. Bà thì lớn tuổi rồi, hai đứa thì còn quá nhỏ. Dạ. Tuổi này vậy chứ cũng chưa biết nhiều đâu chưa, bà Tư. Chưa trời nấu cơm nè, bữa cho tôi ăn bữa sống bữa chín nè. Dạ. Rồi em đi học xa trường, ở trường xa ông, không? Trường ông Dĩ ngoài nè. Dạ, ở ngoài đây ha. Dạ, hai cái số.
Hồi trẻ là bà Tư làm nghề gì bà Tư? Mướn ăn không, không có đất cát nha. À, làm mướn là thường là người ta kêu mình kêu đi cây lúa mằng cỏ, rồi cấp trước chào trước thì đi mằng cỏ đậu xanh, mằng cỏ mè rồi. Sau này mình có thằng nông rồi cái lúa thằng nông. Dạ thường là bằng cỏ cho người ta. Dạ bằng mướn rồi vợ chung quanh năm ổng còn sống cũng vậy. Giờ ổng chết rồi con là bằng mướn. Rồi mấy thằng trai tôi nói mình mướn đây không đủ sống đi mình dương mằng. Dạ. Dạ. Rồi gần đây là mình lớn tuổi rồi với lại phải trông hai bé này nên là dạ, mình không có làm công việc gì riêng. Làm đâu giờ nằm đây chả con gỡ gì ăn không đó. Dạ rồi thường thì ba của hai bé này có gửi tiền gì không mà Tư? Có gửi gì nuôi ăn đó, giờ vợ chồng nó thôi nhau đó, mặn độc thân mình nên đó đó. Dạ vậy là thôi nhau thì giao nhỏ này cho tôi 6 tháng tới giờ nè. Nhà cha mẹ đã ly hôn rồi, rồi bé này thì gửi cho bà nội. Bà nội nuôi lúc 6 tháng đó. Thì bà giữ từ lúc 6 tháng tuổi tới giờ. Rồi ba thì cũng chưa có hỏi vậy, chưa có vợ thế. Gửi về cho hai đứa bé này nhờ được khoảng bao nhiêu? Lương nghèo thì được 2 triệu, lương ít thì 1 triệu gửi, tháng gọi đừng chịu nè. Dạ, hiện tại là công việc ở chảnh cũng đang bị khó khăn hay khó khăn mà công ty bây giờ cũng sắp đóng cửa giờ nó chính qua công ty khác gì đây nè. Của nó kêu tôi đi chừng nào mẹ khỏe mẹ xin bộ hồ sơ gửi cho qua khác không đi công ty khác đi là nhịn đói quá. Dạ, là hiện tại công ty ở chảnh cũng không có làm có tiền. Dạ, tháng gọi được 5 triệu 7 là lót tiền trọ gửi tiền về tôi nó ăn đâu đủ ăn. Nên là gửi về cho hai triệu thì cũng eo hẹp lại rồi hai ba cháu thì nhín nhúc xài. Nhín nhúc nhau sao? Rồi ở xóm đó, cơm mấy chú này nè, người ta cuốc vợ, người ta gọi nhắn vô cho gạo, cho mì, cho đồ. Dạ, khó khăn quá. Nhà mình con thấy chắc cắt lâu hả bà Tư? Lâu, nhà nước cho hôm nay cắt mười mấy năm, 2010 tới giờ. 2010 á. Dạ, nhà nước cắt ha, nhà 2010 tới giờ là cũng mười mấy năm, năm rồi. Dạ, 12 năm rồi. Mình có điện nước gì không bà Tư? Không, xài bình nó vậy đó. Dạ, tại vì con thấy con chạy vô đây thì rất là xa luôn. Từ trên đó đó mà xuống tới đây rồi vô điện vô ăn 25 triệu, lúc nào tiền đâu 25 triệu vô. Là nhà mình không có điện vô. Dạ, vô xài bình. Không có tiền để vô điện. Dạ. Rồi nước thì sao bà Tư? Nước thì bà ngày mưa thì hứng nước mưa, nấu cơm ăn với nước lọc mình uống, tắm giữa nước dưới sông. Nước dưới sông hiện tại là nó đóng... Ta xả vô, xả ra. Lúc nào người ta bế cổng là người ta bơm nước vô người ta cấm người ta bế là người ta, rồi người ta xả ra là mở cống chảy ra. Dạ. Mà nhưng mà đóng cống lại thì xài rất là dơ luôn. Rất là dơ phải chịu phải tắm thôi cái ăn uống thì nó hứng nước mưa không ạ. Rồi chờ ngày chừng nào ngày có ngày mưa thì mình nó hứng được nữa. Dạ, hứng cái thứ bảy này cho mượn 40 triệu hứng để gì đất đó. Dạ. Tôi hai thùng phi trên nhà thùng phi. Dạ. Xài gì đó mãn năm nước uống thì mình đổ nước thùng. Mình mua nước thùng hả bà? Dạ, dạ, mua thùng 12 ngàn. Mình chở lên tới chỗ chở 10 ngàn, ta chở xuống tới nhà 12 ngàn. Rồi một thùng nước là ba bà cháu uống khoảng bao lâu? Từng hơn từng. Uống tiết kiệm dữ luôn á. Dạ. Tại vì một tháng thì cũng chỉ có khoảng 1 triệu mấy thôi. Dạ. Dao động thôi thì ba bà cháu sống, người bé đi học nữa. Dạ. Cũng phải có tiền sinh hoạt rồi vô trường này kia nữa. Dạ. Rồi tiền học phí nữa. Cũng... Nên hộ nghèo thì không có tiền học phí, chỉ tiền ăn không à. Cái tiền sắm quần áo thôi. Dạ, tập vở. Tập vở cũng mình mua tư nhân. Dạ. Chỉ không tốn tiền trường vậy thôi. Rồi... con thấy cuộc sống của mình cũng rất là khó khăn và không có điện nước rồi mấy bé thì còn rất là nhỏ luôn. Giờ bữa nay ngồi vậy nói chuyện được cái cô với mấy chú vậy chứ lần nằm không mà ngồi không có nổi. Giờ bữa nay là thấy bà Tư cũng tươi tươi lại đó. Dạ, ăn cơm được ăn tầng nay đỡ nè. Lúc trước có đem tô cháo ra nước mắt vớt xuống mà phải dán ăn. Bác sĩ không cho ăn cơm. Dạ. Tôi nói rồi, bữa nay rồi rồi chứ không sống nổi đâu. Vậy thì hôm nay con đến đây con đại diện cho Mạnh Thường Quân là chị Jeremy chồng đến thăm gia đình mình rồi có tặng cho gia đình mình một phần quà. Đây là số tiền 1,1 triệu. Gửi cho bà với lại mấy bé có thêm khoản chi phí nè để mình lo dạ cho hai bé đi. Dạ tôi rất cảm ơn cô thị Trần vậy đó cho tôi số tiền này là tôi rất mang ơn. Dạ. Dạ rất cảm ơn hai cô luôn nha. Dạ. Chị trên Mi Trần ơi thì em cũng đại diện cho chị gửi đến gia đình của bà Tư số tiền là 1,1 triệu để cho gia đình của bà có thêm chi phí trang trải cuộc sống thì em cũng xin đại diện cho gia đình gửi lời cảm ơn đến chị, chúc cho chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, công việc thì phúc nào cũng thuận lợi, vạn sự như ý, vạn sự cát tường chị nha. Em chào chị, chào các bạn. Các con nhỏ miền Tây xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Út Nhàn rất là vui và hạnh phúc luôn. Thì
khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Che Lê Minh Trần đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Âu Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hộ gia đình hôm nay một đến thăm là hộ gia đình của bà Năm Ngọt đó các bạn ơi. Thì hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn luôn. Bà thì lớn tuổi rồi, sống với một người con trai thì cũng bốn mấy tuổi nữa, nên là gia đình thì rất là lớn nhất. Thì để hiểu thêm về hoàn cảnh của bà thì mời cô chú anh chị các bạn cùng vào thăm gia đình của bà đi Úc nha. Dạ con chào bà Năm. Cái cầu thang này thì cũng rất là khó cho cái người mà lớn tuổi các bạn. Đứng ngồi xuống cho bò. Dạ thì bà lớn tuổi rồi nên là đi thì cái này là cũng rất là khó đi. Ngồi đã cái đít cũng không không thành tựu bò. Dạ. Bà Năm không biết năm nay là bà Năm bao nhiêu tuổi hả? 80 rồi. 80 tuổi rồi. À, mà mấy nhỏ nhượng đầu tôi 3-4 đợt rồi nè. Cái dạ. Dạng gì chứ bạc nó khuyến chừng à. Dạ. Rồi bà Năm thì có đặt con không? À, 7 đứa mà giờ tao có chồng vợ, tao nuôi vợ con anh chơi. Dạ, thì... dạ, còn có bên ông này nữa tôi. 7 đứa con? Dạ, 7 đứa. 7 đứa mà nó ngay hồi tháng 7 rồi chết nhỏ lớn. Dạ, mất một mất người. Dạ, 51 tuổi. Giờ ngồi 6 đứa. À, hiện tại thì sống chung với một người con 4 mấy tuổi. Dạ. 43-44 tuổi à. Người ở chung nhà là có gia đình chưa bà? Thì chưa đó, đó. Là trời không có lập gia đình luôn. Không, nó không chịu con vợ. Hồi đó nó nghe không còn sống. Cứ vợ nó mấy chỗ nó không chịu. Còn những người con kia thì có gia đình rồi. Có gia đình rồi, đi làm xa hết rồi. Làm xa hết trơn rồi, nó nuôi vợ con hết rồi. Rồi bà Năm bây giờ là sức khỏe sao? Có thấy bà Năm mệt quá trời luôn á. Chị rất mệt, nó khỏe. Bà Năm có đi khám không? Không. Không có đi khám luôn. Rồi mình có bảo hiểm không? Không có đi khám. Có. Ta bắt mấy người y tá mà nó đưa tôi đi khám đi, sợ ST. Có thấy bà Năm ngồi mà rất là mệt luôn á. Mệt lắm. Vợ trong người bà Năm thấy hiện tại bây giờ là sao? Mình thì thấy nó cũng khỏe mà như cái điều nó mệt thôi. Thì mình ngồi nó cũng mệt, mình nằm nó cũng mệt. Nằm giống thì nó đỡ, nó khỏe. Còn nằm yên thì sợ không nổi. Rồi mắt của mình hiện tại là tốt không? Mắt bây giờ rồi không có thấy gì đâu. Mây mà thấy gì đó cũng như là cô ung lửa vậy đó, đó. Giờ cũng phải đường ăn cơm nhỏ bớt ra cái tô gì nè rồi lấy cái muỗng luôn rồi sao mình không đi khám đi bà Tư bà Năm nhỏ mệt hoài nó cũng nếu mà muốn mà có thể đi khám mà nó chưa có đi nè chứ là nhiều khi là không có đủ tiền nữa một ngày thì chú đi làm thuê vậy thì khoảng được bao nhiêu tiền gì ta? Sáng nay là xịt đâu một mấy bình thuốc gì đó chắc cũng 100 ngoài nha. Hiện ngày làm muốn thì 100 ngoài mà có bữa làm được bữa làm không? Có khi 3-4 ngày 4-5 ngày mà cho vui nè xịt đó. Rồi hai mẹ con thì ngày vậy thì bữa có bữa không nữa thì có đủ để trang trải cuộc sống không bà? Thì nó nghe cũng thiếu hụt hỏi nè anh em người ta rồi. Nói ngay cũng nhờ nhà nước ấm giờ cấp gạo được cho. Dạ. Có mọi người xung quanh hỗ trợ nữa. Hỗ trợ nữa. Nhà bà Năm chắc lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Mình từ thiện cắt nè. Từ thiện cắt cho bà Năm mấy năm rồi. Dạ, mấy năm. Rồi điện nước là mình có đủ không bà? Hả? Điện là mình xài điện có điện không? Không, xài điện mưa không à? Dạ, xài nước mưa. Dạ. Rồi giặt giũ đồ là mình xuống sông hả? Dạ, xuống sông. Còn uống thì nước phi đó, thùng nước lọc á. Dạ, mình phải mua nước. Còn thiếu hụt quá thì mình mất mua nước. Dạ. Thùng 10-12 ngàn. Là đợi nước mưa, hứng nước mưa xài. Rồi mùa nắng đó, không có nước mưa thì phải mua nước bình. Dạ. Dạ, rồi chở về. Chứ xài nước ở dưới sông thì con thấy là nhưng mà đóng cổng lại thì rất là ngứa luôn á. Và nó dơ nữa. Rồi hồi trẻ là bà Năm làm nghề gì? Hồi đó hả? Hồi đó con thì cũng vợ chồng đi múc lúa rồi vậy đó. Dạ, dạ. Cắt lúa đồ, hồi đó lúa mùa mình đó. Dạ. Rồi từ ngày ông mất tới giờ là 4-5 năm mình cũng không có đi mần. Ở nhà chỉ con thôi à. Dạ, dạ.
ông mới mất đây một năm rồi. Giờ lớn tuổi rồi. Tháng 7 hè tới 5 năm. Mấy là nó vô mà. Cái tài lớn tuổi thôi, rất là mệt lắm luôn. Hồi hồi lúc trẻ thì đi cũng đi làm muốn làm hơi thôi. Rồi nhà mình cắt là giờ chặt của mình luôn hay sao bà? À, mấy ngày hồi đó mấy ông vô cắt á, mấy ông mới tôi tiếp bộ nóng. Tiếp bộ nóng. Rồi anh em nó xúm lên cho tiền mua bộ nóng. Dạ con hỏi đất á. Đất hả? Dạ. Đất thì của con chú Xóa An nó thằng Vui á. Dạ. Nó nói con cho bà ở hoài thì là tới đời bà chết thôi. Dạ, là của cháu. Của cháu. Mình ở nhờ thôi. Ở nhờ chứ mình thôi. Chưa có đất. Dạ, khó khăn quá. Bởi vì bà con rất là thương luôn, giống như bà của con đi. Rồi mình sống đây vậy rồi lúc mà chú đi làm á, rồi bà ở nhà mình ơi vậy đó hả? Mình đó, mình nó đưa tôi lên giọng nó nằm. Dạ rồi cơm nước đợi chú chưa chú tranh con về. Con thằng cháu nó ở sớm đó, nó lợi nó ở nhà tôi nó nấu cơm. Tôi nghĩ ha, mình có hàng xóm xung quanh chú đỡ đằng. Có anh cháu ngoại đó, nó ở nó nấu cơm. Dạ. Chứ mình anh mình là thấy cũng... Trên đầu vô bếp tôi đâu có thấy đường đâu nấu. Dạ, con thấy bà đi cũng rất là khó khăn luôn rồi, chứ sao mà nấu được. Nấu nổi chú. Dạ, 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 để coi được rồi. Trời ơi, thì hôm nay con đến đây á, con đại diện cho Mạnh Thường Quân là chị Chê Lê Mi Trần đến tặng cho gia đình mình một phần quà. Thấy hoàn cảnh gia đình của mình cũng rất là khó khăn. Dạ. Đây là số tiền là 1,1 triệu để cho bà có tiền nè, rồi bà đi khám bệnh đi. Con thấy bà cũng rất là mệt luôn á. Có mời tôi đi khám. Dạ. Mời tôi bắt nhỏ đi khám. Dạ. Thì mình có chi phí rồi thì mình cứ trở lên cho nó khám. Dạ, mình đi khám này rồi mình hết ăn gì thì cảm ơn ngàn chú cô. Dạ. Bà gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nha. Dạ. Dạ con gửi bà. Chúc cho bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chị Chê Mi Trần ơi, thì em cũng thay mặt chị gửi đến cho bà một phần quà trị giá là 1,1 triệu. Thì em cũng xin đại diện cho gia đình của bà cảm ơn chị và gia đình. Chúc cho chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, công việc thì lúc nào cũng thuận lợi, vạn sự cát tường, vạn sự như ý. Dạ em chào chị, chào các bạn.